uống nước yến xào có lợi gì cho nam giới? Nhiều phụ nữ có thói quen ăn yến xào để dưỡng thai. Bạn có biết nam giới thường xuyên uống yến xào có rất nhiều lợi ích không? Một, Loại bỏ khô phổi. Nhiều người hút thuốc lá phổi không sạch. Các vitamin kháng thể polysaccharide chứa trong tổ yến có thể tăng cường chức năng miễn dịch. Ăn tổ yến lâu dài có thể nuôi dưỡng phổi. Có thể nói, yến xào là sự lựa chọn tốt để nam giới hút thuốc thoát khỏi tình trạng khô hạn. Ăn yến xào có thể làm cho da của con người mịn màng, đàn hồi và sáng bóng, do đó làm giảm nếp nhăn ở nam giới. Theo một số người đàn ông đã ăn yến xào, sau khi ăn yến xào khoảng 2, 3 tháng, phổi thấy sảng khoái, dễ chịu, da rẻ đẹp hơn hẳn. Được y học công nhận là có giá trị về mặt y học như dưỡng âm. Làm đẹp da, giảm ho, giảm hen xuyễn, bổ thận tráng dương, 2 trẻ hóa, nhiều nam giới bận rộn với công việc hoặc thức khuya làm thêm giờ dễ bị mệt mỏi, suy giảm khả năng miễn dịch. Lúc này, ăn một ít yến xào một cách hợp lý sẽ giúp nam giới lấy lại sinh lực tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. 3. Cải thiện kết cấu da, protein và collagen hoạt tính dồi dào trong yến xào có thể cải thiện làn da của nam giới. Tăng cường độ đàn hồi của da, giúp nam giới tràn đầy năng lượng và tự tin quyến rũ. 4 điều hòa các cơ quan nội tạng, tổ yến có thể hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng cho các cơ quan nội tạng và rèn luyện sức khỏe, phòng chống bệnh tật hiệu quả. Giảm cholesterol và các yếu tố có hại cho cơ thể. 5. Cải thiện hệ thống hô hấp, nam giới giao du nhiều hơn, hút thuốc và uống rượu. Lâu ngày có thể gây tổn thương hệ hô hấp. Cộng với áp lực công việc cao, tinh thần căng thẳng, thiếu ngủ, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái không khỏe mạnh. Tổ yến có tác dụng tốt đối với nam giới như bổ thận tráng phổi, chống lãng phí, đặc biệt đối với những người nghiện thuốc lá, yến xào là một sản phẩm tốt hiếm có để rửa phổi và dưỡng ẩm cho phổi, sáu, vẻ đẹp và vẻ đẹp. Kết cấu da của nam giới rất khác so với phụ nữ. Nội tiết tố nam kích thích tiết bã nhờn, tuyến bã nhờn và tuyến mồ hôi tương đối lớn, lông mặt mọc nhiều. Da nhờn và nhờn, tính axit cao hơn phụ nữ, tiết nhiều bã nhờn và mồ hôi hơn phụ nữ vì vậy việc giữ ẩm cho da không bị khô là điều đặc biệt quan trọng collagen trong tổ yến giúp bổ sung độ ẩm và tăng cường khả năng chữ nước cho làn da của nam giới đồng thời kiểm soát lượng dầu thừa và giữ cho da không bị khô ngoài ra collagen trong yến xào cũng có thể làm cho móng tay của nam giới chắc khỏe hơn tóc dày hơn và các khớp cơ động hơn bao giờ hết tóm lại yến xào không chỉ là sản phẩm chăm sóc da cho phụ nữ mà còn phù hợp cho cả nam giới các bạn nhớ uống nước yến khi về nhà nhé